Chào em, mời. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia. Chào xin chào toàn thể các bạn trong phi trường. Em tên là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1990. Hiện tại quê em ở Thừa Thiên Huế và hiện tại đang sinh sống làm việc tại đây. Huy làm gì ở đây? Dạ, em làm thợ điện nước anh. Thợ điện nước ở quận mấy Huy? Dạ, em đang ở quận 2 nhưng em làm quanh thành phố. À. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, còn tất cả các vị khán giả. Em tên là Trịnh Thị Kim Huệ, em năm nay 32 tuổi, quê em thì ở Bình Định, hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Huy ơi, cho Huệ biết là mình có ưu điểm, khuyết điểm gì đi Huy? Về ưu điểm thì em là về tập trung trong công việc, nghiêm túc, với lại là thẳng thắn. Mà em nghĩ cái tính thẳng thắn của em á là nó có hai nghĩa, một là cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của em luôn. Đúng rồi. Rồi cũng là đam mê thể thao, về bóng đá. Chơi bóng đá được. Đúng rồi. Có điểm yếu tật xấu gì không? Hơi về lụy tình tí. Lụy tình tí. Lụy tình. Đúng rồi. À, lụy tình. Em là đi bộ đội về hả Huy hả? Dạ đúng rồi, em đi bộ đội từ năm 2008 và ra quân là 2010. Đó, lý lịch trích ngang sơ sơ của nhà trai vậy. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, thì ưu điểm của em thì em là người rất là biết cách quan tâm, chia sẻ cho những người khác. Em có thể là biết nấu ăn. Nói chung là em cũng rất là nhiệt tình trong mọi công việc cũng như là trong một cuộc sống. Cái khuyết điểm của em thì em nghĩ em là một người giao tiếp không có tốt. Em cũng hơi bị rụt rè, em hơi bị tự ti. Em không có giỏi trong cái vấn đề mà giao tiếp. Vậy được rồi ha. Vậy là giao tiếp cũng tốt rồi đó. Nói chuyện lưu loát nè, giọng to rõ, đúng đẹp rồi. Em cảm ơn anh chị. Có một cô gái này chăm sóc thì bảo đảm là Huy sẽ khá là chút xíu đó. Bên này hơi thiếu cân chút xíu, có bên đây bù đắp qua cũng được. Bên đó kia... chắc tại yêu nhiều nên yếu, không bị lụy tình thôi. Nãy mới nghe lụy tình. Đúng đó. Đúng rồi, lụy tình là sao, là có mấy mối tình rồi Huy? Dạ em là hai mối tình. Một mối tình thứ nhất là lúc mới xuân ngủ á. Rồi yêu mấy năm? Dạ, một năm. Sao chia tay? Dạ tới khi mà em làm về cũng tắt đoàn á. Thì nói chung lúc đó em đi làm thì với vừa đi làm vừa đi học thì lúc đó thì chủ yếu là xin tiền, lấy tiền nhà ra đi để đi à. Lúc đó là em còn hoài bão nhiều lắm, lúc đó em trẻ mà đam mê cũng nhiều. Với hai người là ngưng trong hòa bình, trong hạnh phúc. À, ngưng trong hạnh phúc. Dạ, đúng rồi. Tôi chưa thấy cái chỗ lụy tình nè. Còn mối tình thứ hai á, em quen là năm 2018, vừa chia tay là năm ngoái, cũng năm rưỡi rồi. Sao chia tay? Là chia tay là vì bên gia đình nhà gái không đồng ý cho em cưới vì vị trí địa lý ở bên đó là người ở đây, còn em là người Huế. Em rất yêu người đó đúng không? khi chia tay là em với người đó vẫn đang rất yêu. Thì em cũng có giao ước nói thôi thì cũng là khó khăn vậy rồi thì coi như là từ khi mà quen nhau tới khi nếu mà đúng 3 năm mà gia đình em không đồng ý nữa thì chúng ta chấm dứt. Vì thật sự em muốn người con gái đó là tìm người khác, chứ càng kéo dài với em thì rất là khó đổi cho người ta, nên em cũng chấm dứt. Đó, lụy tình rồi ốm luôn đó. Thôi, lau khô những giọt nước mắt đi chàng trai của tôi. Bây giờ thì cô gái ấy có gia đình chưa? Có rồi chị. Nói thật sự là khi mà chia tay á, là em vẫn nói với cô ấy là nếu mà 2 năm cô ấy không quen ai hết, không cưới ai hết thì bất chấp em sẽ về quen lại, em sẽ về cưới lại cô đó. Nhưng mà em cũng nói là nên cố gắng tìm người đó, người ta, vì đừng cố ấy, đừng làm ba mẹ buồn. Thì vừa rồi thì em cũng nghe tin là được cô ấy là quen cưới rồi thì em cũng mừng, chúc mừng, cô ấy ha. Đúng. Rồi thôi, ta lấy chồng rồi. Thôi đừng khóc nữa. Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụ tắt. Sau trong mỏ mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì đó. Nhưng mà khóc khóc vậy tôi hơi lo nghe. Khóc như vậy tôi hơi lo. Không lo đâu, tại vì yêu quá phải khóc thôi. Rơi một giọt nước mắt rồi thôi. Em có sợ rằng nước mắt đàn ông không? Dạ đôi khi thì em nghĩ là khi họ đã rơi nước mắt rồi, đó là những cái chuyện đúng và những chuyện đáng. Đúng rồi, đàn ông khóc tội lắm em ơi. Thôi bây giờ bên kia là lụy tình là mới ốm vậy đó.
em cố gắng về, nếu mà hai người tìm hiểu được em về em lo cho ảnh bự bự lên chút ha. Dạ. Ừ. Mình hỏi cô gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thật sự là em không có mối tình nào. Hèn gì? Mập mạp, búp mít. Dễ thương. Ừ. Yêu khổ mà, yêu khổ là ốm mà. Thôi giờ bắt đầu yêu nè. Yêu cái em sang sẻ kia bớt là được ha. Không, nhiều khi gu người ta lại thích vậy sao? Gu bên này thích tròn tròn vậy. Đúng, đúng rồi chị ơi. Đúng không? Em thích trời, hợp lý luôn. Rồi, thích mẩm mỉm á. Thôi bây giờ thì em diễn tả cho anh một chút xíu về mẫu hình trong tương lai của em đi. Em chỉ cần một người đàn ông á, là biết quan tâm và chia sẻ, biết lắng nghe tất cả mọi thứ mà em nói. Và có thể là ngược lại, em không bao giờ là một chiều. Đối với em thì một người mà đàn ông mà có thể là giao tiếp tốt, có thể là bù trừ cho em. Kia đi bộ đội, làm đoàn, công tác đoàn nữa. Thành ra nói năng chắc cũng ok lắm. Dạ. Được không em? Cũng được anh. Đáp ứng được nhiều không? Hợp lý, trời ơi cười tươi quá rồi kìa. Đó, cười đẹp trai đừng khóc đó nha. Dạ. Tập trung mà bồi dưỡng rồi lên, mập mạp chút xíu nha. Dạ. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Bạn hả? Dạ, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, anh Huy đúng không ạ? Dạ, và tất cả các quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thì thật sự mà nói là em là một người đồng nghiệp của chị Huệ. Và cho tới bây giờ thì không chỉ là đồng nghiệp mà là một người chị em rất là thân thiết. Cho nên về tính cách của chị Huệ thì em nói thật là chị Huệ là một người con gái mà rất là biết, rất là hiểu chuyện và là người rất là tinh tế trong cái vấn đề trong cuộc sống. Cho nên nếu mà anh mong muốn mà kiếm một người phụ nữ để có thể đi cùng anh với một cái đoạn đường dài sau này ấy, thì thật sự chị Huệ em thấy là người rất là phù hợp. Và ngoài ra thì em thấy là anh cũng là người rất là hiền và rất là chân thật. Cho nên là em nghĩ đến giữa hai người cũng sẽ có một cái sự phù hợp. Tuy nhiên thì em cũng xin hỏi anh một câu là liệu anh thật sự một người đàn ông khi họ đã rơi nước mắt thì tất nhiên là cái đó nó rất là in sâu trong cái tâm trí của họ. Thì liệu anh đã sẵn sàng để mình bước tiếp một mối quan hệ mà mình không bị quá nhiều sự chi phối đối với những mối quan hệ trước hay chưa? Mình xác định đó, chấm dứt. Mà đã hết tất cả rồi á thì mình sẽ là thay đổi hết và quên hết để mà hướng tới tương lai thôi, chứ không còn về, không tính về quá khứ nữa. Dạ, em cũng hy vọng là như vậy. Cho nên nếu mà thật sự anh chị mình thấy mình có cái sự cảm tình với nhau thì cũng có thể cho nhau một cơ hội. Thật ra chị thấy đây là người đàn ông tử tế đó. Thôi, quay về lo nhà gái đi. Để là nhà trai tôi lau khô giọt nước mắt chuẩn bị đến mối quan hệ mới. Em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đến đây là có chú ruột của em và đồng nghiệp của em. Rồi, mời chú ruột, chú cho ý kiến đi chú. Dạ, chào chú. Chào Quyền Linh, xin chào dạ. Chị Ngọc Lan và quý vị khách quý ở trường quay và cũng như khách coi ở xem đài. Tôi là chú của cháu Quốc Huy. Hôm nay chú đến đây thì rất là vui là được để cho hai cháu có một cơ hội tìm hiểu. Trong thời gian ngắn thì chắc có lẽ chưa hiểu nhau được thì cố gắng hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đến tới hôn nhân. Ở phía gia đình thì lúc nào cũng ủng hộ cả, ủng hộ cho hai cháu tìm hiểu nhau để cho thành đôi thành bạc. Ai cũng lớn tuổi cả rồi. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Thôi, 2, 3. Mở rào. Bản lĩnh lên nào Huy. Huệ nha, cô bên kia tên Huệ. Bắt đầu đi Huy. Em chào em. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng ạ. Nãy giờ mình hơi buồn chút xíu. Bây giờ mình hát gì đi Huy. Đứng lên hát tặng bạn gái gì cho nó vui vui cái nào. Nhìn bạn gái hát kìa. Xin hát bài Muốn em làm. Muốn em làm má của con anh sau này. Muốn em làm con của cha mẹ, ba mẹ, ba má, tía má anh lâu dài. Em giờ hơi hồi hộp nên không hát được. Tức ghê. Trời ơi, đang ngon lành thiệt tình luôn. Nào Huệ hát đi Huệ. Thôi thì anh ở Huế đúng không anh? Đúng rồi. Thì em cũng là người miền Trung. Em sẽ hát một bài về miền Trung. Miền Trung đất bội phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà là từ đó em nhớ mong người xưa. Em quên lời đó. Em không quên lời. Rồi, Huy cảm nhận người đối diện của mình, nãy giờ mình trò chuyện mình chưa thấy mặt, bây giờ thấy mặt làm sao nè? Nói chung thì giống như gu em là cũng hơi thích mùi mịn tí. Ngày hôm nay cũng được, thấy bạn cũng rất là dễ thương, tự tin. Còn Huệ thấy Huy sao? Ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh là em cảm thấy anh rất là hiền. Em thấy thì anh cười đẹp mà,
Nên là em nghĩ là anh cứ cười đi. Tất cả mọi thứ thì nó đều có lý do của nó. Còn đoạn đường dài thì mình cứ bước tiếp. Em cảm thấy anh là một người, như chị Ngọc Lan nói, là rất là người rất là tử tế. Thì em cũng hy vọng là em và anh sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Thì nói chung anh với em gặp nhau ở đây cũng là cái duyên rồi. Dạ. Thì thật sự mà muốn vun đắp được cái duyên đó thì cũng cho nhau cơ hội. Dạ. Để tìm hiểu. Dạ. Nếu mà hợp thì chúng ta cũng thể là về một nhà. Dạ. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Đối với em thì về hôn nhân á, em chỉ cần người con gái là chung thủy. Dạ. Tôn trọng và thông cảm với người chồng của mình. Vì thực sự nghề của em á, nhiều khi là em về rất là có thể chưa tới 5 giờ chiều em đã có mặt ở nhà, nhưng mà nhiều khi 9-10 giờ em mới về tới nhà. Về. Dạ. Công việc của em là tùy theo tiến độ của công trình nữa. Thì nói chung nếu mà khi mà cưới thì vợ chồng á, là phải phụ nhau cái vấn đề đó là chính rồi. Tôn trọng nhau, tôn trọng cả ba mẹ của cả hai bên. Dạ. Huệ là đang ở Bình Định, Huy thì ở Huế. Thì thật sự về địa lý cũng hơi xa, nhưng mà có thể cố gắng á, nếu mà được về thì cố gắng là về ăn Tết, thì giống như ai cũng là mong con cái được về. Thì có thể là năm nội năm ngoại cố gắng thuận tiện để cho cả hai bên chứ không phải ấy. Dạ. Đó, thấy chưa, tôi nói cái anh này anh tử tế không? Ít có ai mà nói được cái câu này lắm. Dạ. Chị like em. Em cảm ơn chị Ngọc Lan. Rồi quan điểm bạn gái thế nào, nói cho bạn trai nghe đi. Dạ thì những gì mà anh đã nói, em cũng có những cái giống anh. Dạ. Quan trọng là trong hôn nhân là sự tin tưởng. Có tin tưởng thì mình sẽ đủ để làm tất cả mọi chuyện khác. Còn cái quan niệm mà như anh nói là Tết về nội về ngoại thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và em cũng cảm ơn anh đã có thể nói ra những lời như thế. Mình hẹn hò sao nè? Thì thật sự thì em ở cùng 12 và Huệ ở Tân Phú thì cũng khá gần nhau. Dạ. Điều kiện cũng khá tốt. Dạ. Hai đứa lại nắm tay nhau để nhìn mắt nhau rồi nói về quan điểm con cái này nghe đi. Thì thật sự á, thì tới đây á, thì chúng ta cũng nên mong em á, cũng tạo điều kiện cho nhau cơ hội. Dạ. Để có thể là đến được với nhau thì càng tốt. Rồi nói dù con cái luôn đi, anh mong con cái anh sao mong đó? Bao nhiêu đứa con? Em thì con thì có sức mà nuôi không thôi, nó thành được hay không thôi, chứ còn bao nhiêu em cũng muốn hết. Huệ sao, nói quan điểm mình đi. Nếu như mà cái người mà đồng hành cùng em thì có thể nuôi được thì không sao ạ. Rồi, về ghế ngồi. Để tay vào nút bấm đi Huy với Huệ. Suy nghĩ cho kỹ, đây là quyết định của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Chốt. Huệ có bấm không? Dạ có. Có bấm hả? Trời ơi, bấm nhẹ quá. Tôi thấy Huệ bấm hoài mà sao nó không vô? Không. Tôi hết hồn. Chắc chắn là bấm. Chính thức bạn hẹn hò với nhau rồi, nắm tay nhau đi. Dạ. Hùng cái hùng đầu tiên. Đã không Huy? Đã. Đã hả? Em thấy đã không? Dạ, em đúng quá không biết. À, lần đầu tiên. Chúc các bạn thật là nhiều điều may mắn. Huy giờ còn rung nè, rung quá trời đất luôn vậy đó. Tổ chức đảng ủy xin.
mạnh thì cũng không có nhiều, nói chung cũng bình thường thôi. Yếu thì nói chung là em không có uống rượu bia được á, với lại ngại tiếp xúc với người lạ chị. Trời, người ta tìm bạn gái tiếp xúc với người lạ lên sân khấu người ta nói chuyện mà làm vậy gì? Cái này không phải là em đăng ký nữa, nói thiệt với chị là có mấy người bạn ở trạm y tế á, rồi đăng ký dùng. Chứ em thấy cái lên đó, lên mẹ đó đồng rồi em thấy bị khóc á, sợ bị khóc á. Ừ. Vậy thì anh có bản thân anh có muốn tìm bạn gái không? Bản thân anh có muốn lên chương trình hay không? Mình test địch. Thì nói chung là cũng có chứ. Nói chung là mình cũng lớn tuổi rồi. Có đó, tìm anh một cái tìm một cái mảnh ghép cho mình để mình còn phải cho tạo cho mình có một cái gia đình yên nữa chứ. Nói chung là em thì bây giờ mình còn em có về tình trường thì em cũng lúc mà em mới vô cơ quan á thì em cũng có quen một người chung cơ quan cũng bốn năm mấy gì đó, nhưng mà về vấn đề nó giống như nhiều năm rồi cái nó nảy sinh nhiều cái mâu thuẫn nên không có đến được với nhau rồi chia tay xong khoảng bốn năm mấy năm gì. Trời ơi, quen 5 năm luôn, rồi sao không tiến tới lấy nhau? Rồi sao tự nhiên để cho mâu thuẫn? Nói chung là có nhiều cái nó không thấy nó không hợp nhau. Rồi, quen 5 năm mới nói không hợp nhau. Rồi, đây là dịch nhập tính không hợp rồi. Chỗ rồi, năm 2017 có được một cái người quen làm mai, rồi cũng có đã từng kết hôn rồi. Từ từ nha, cũng 5 năm á, thì sao lý do vì sao anh chia tay không hợp điểm nào? Nói giúp em đi để em còn biết mà em tìm người không lặp lại như vậy. Nói chung là tụi cái trường hợp đó cho anh. Về tụi quen 5 năm nói không hợp, về tuổi tác là không thấy không ổn rồi nè. Bạn gái tuổi gì? Tuổi gì mà nó không hợp? Tuổi Ngọ. Sinh năm 90. Anh 89, bạn gái 90. Em đúng ra là em là tuổi mình là sinh năm 88, tuổi Thìn. Ừ. Rồi cái quen 5 năm rồi là tuổi gì tuổi tác thôi, cái tự nhiên cái chia tay. Đúng rồi. Trời đất ơi, phí tuổi thanh xuân của đời con gái người ta. Rồi, mối tình thứ hai thì sao? Năm 2017 thì sao anh? 2017 thì được 10 là mai rồi, cũng có kết hôn rồi. Rồi tới nói chung là cũng gần ở đây thôi. Gần cái nhà của em á, nên cách cũng khoảng mười mấy cây số rồi đó. Ừ. Thì vợ em thì làm ở bệnh viện. Ừ. Em thì làm nhà nước như đây nên nói chung là cũng rồi thấy cũng không hợp rồi chia tay. Rồi 2018 chia tay. Quen bao lâu mà kết hôn rồi năm nào anh chia tay? Là mai gặp nhau tháng 3 âm lịch, tới tháng 7 âm lịch là em đám hỏi đó. Tháng 9 là em đám cưới. Ừ. Rồi trong năm 2017 luôn, làm được làm mai rồi đám cưới luôn. Đúng rồi. Tới tháng 8 2018 là vợ em mới bỏ về trên gia đình bên vợ á. Tại sao hai vợ chồng có thích bất kịp bỏ đi? Thì nói chung là cũng không có gì lớn, tại vì em thì lúc đó là em đi học lớp đại học hành chính ở trường chính trị Tiền Giang á. Ừ. Vợ em thì đi làm ở nhà. Rồi mẹ em thì giai đoạn đó thì mẹ ruột của em á là bị bệnh về xương sống á chị. Ừ. Nên đắp thuốc lúc đó thì bữa đó thì vợ em đi làm về ra ca thì
nói chung là cũng không có về liền. Nhưng mà em học ở Mỹ Tho tới cuối ngày em mới về. Tại vì từ lúc trước á, chưa có vợ thì em đi em ở dưới đây. Còn lúc mà em có vợ là em đi em về không ạ. Em không có bỏ vợ em. Rồi khi đó về trễ quá thì em cũng có hỏi là đi đâu, sao không về thuốc men gì cho mẹ chứ vậy đó. Ừ. Rồi vậy thì giận nhau rồi bỏ về trên nhà thôi chứ cũng không có cự cãi gì nhiều, cũng không có đánh đập gì, cũng không có dùng bạo lực gì hết. Ừ. Rồi trên kia rồi mới rồi ở dưới đây em mới điện kêu về nói không về, rồi bà và vợ mới nói là bây giờ về là từ vợ em luôn nên vợ em không về. Rồi em mới hỏi về không về thì đó em biết em tức. Rồi vậy thì em ở dưới đây nói không về rồi em luôn làm thủ tục ra tòa. Mẹ của em nói là không về. Đúng đó. Là mẹ của anh nói là không về là từ mặt đúng không? Nên vợ không về đúng không? Bà và vợ của em á không cho vợ em về dưới đây á. Ừ. Rồi, vậy là được chị luôn. Dạ. Ừ. Rồi, sau đó thì từ 28 tới nay quen ai không? Không. Không tìm hiểu ai hết luôn. Rồi, anh có con gì không anh ơi? Dạ không, chưa có con chị. Ừ. Rồi giờ anh muốn tham gia chương trình, anh muốn bầu một người bạn gái của anh như thế nào? Nói chung thì tướng thì cũng dễ nhìn thôi. Ừ. Nói chung là rồi. Về mặt thì cũng có nghề nghiệp ổn định một xíu. Anh mong muốn là nghề gì anh nói. Cũng gần đấy thôi. Miền Tây nha. Thì nói chung là em làm ở bên nhà nước nên nói chung là làm bên nhà nước thì nó thấy nó hợp không? Với lại hiểu nhau không? Nhân viên văn phòng ở ngoài được không hay là chỉ là nhà nước thôi? Viên văn phòng nói chung là cũng được nhưng mà ở dùm gần khu vực của em thôi chứ đừng xa quá tại vì em nói chung là em hồi trước giờ đi lại xa lắm. Bây giờ khu vực miền Tây được không anh ơi? Dạ. Rồi ok khu vực miền Tây ha. Rồi người ta đổ vỡ giống anh, người ta nuôi con ok không? Không. Hả? Không chị. Là anh không chịu gái ly hôn hả? Dạ không. Ủa mình cũng ly hôn mà anh, mình cũng ở trong hoàn cảnh của người ta thì người ta cũng trong hoàn cảnh của mình thì dễ thông cảm vậy. Nhưng mà nếu như mà ly hôn thì thôi đừng có con, vì vậy em không có thích. Rồi ly hôn không con. Rồi. Rồi ok. Rồi độ tuổi, rồi hoặc là gì mà anh không thích ở người phụ nữ anh thì kia em ơi. Nói chung là không thích nhậu đúng không? Ừ. Rồi mình còn gì không anh ơi? Dạ không chị. Rồi ok. Vậy thì em ghi nhận ở đây những thông tin của anh ha. Thì buổi cá đến đây kết thúc. Giờ bên phù hợp thì em sẽ gọi lại. Rồi em cảm ơn anh, em chào anh. Dạ rồi, chào chị nha. Ừ.